quý vị và các bạn. Tôi là Lê Thị Thu Trang, nhân viên quản lý sảnh bộ phận dịch vụ tòa nhà Sky City 88 Láng Hạ. Lại thêm 365 ngày nữa qua đi, một vòng tuần hoàn của 4 mùa lại bắt đầu. Tôi, một trong những người mới vào ngôi nhà chung của BMC, tuy thời gian làm việc chưa lâu, nhưng tôi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm, làm việc rất hữu ích như kỹ năng 5S, giúp tôi làm việc một cách năng động và khoa học hơn. Trong thời gian tới, tôi sẽ nỗ lực hơn để công việc thật chu đáo, hài lòng tất cả các khách hàng của tòa nhà cũng như khách đến viếng thăm, để hình ảnh công ty BMC của chúng ta trong mắt mọi người thật hoàn hảo. Nhân dịp năm mới, tôi có đôi lời chúc gửi đến toàn thể công ty, anh chị đồng nghiệp và trong ngôi nhà chung BMC một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Chúc công ty càng ngày càng phát đạt, chúc mọi người làm việc thật tốt để đưa BMC của chúng ta ngày càng lớn mạnh. Chúc mừng năm mới!